Quyển 63, thứ 6, Tam Ma Hí Đa Địa, phần 2. Lại có năm chủng pháp trái định: một, vi phạm giới cấm; hai, gia hạnh gián đoạn; ba, gia hạnh không ân trọng; bốn, bị chìm đắm; năm, bị người nhiễu não. Lại có ba chủng xa lìa: một, xa lìa trụ xứ; hai, xa lìa thấy; ba, xa lìa nghe. Lại nữa, bí xô hành tâm thanh tịnh lược có năm chủng: quá thất, trái với trọng yếu đẳng trì, năng chứng lại định. Một, phẫn; hai, mạn; ba, dục tham; bốn, thân kiến; năm, không thể kham nhẫn. Có năm tướng trọng yếu tàng mà địa. Sao gọi là năm tướng? Một, tùy nghi thu được vật dụng, liền sanh vui đủ. Hai, vui thích cầu các thiện pháp. Ba, không lòng luyến tiếc thân mạng tài bảo. Bốn, đối với sanh tử thấy lỗi lầm lớn, và đối với niết bàn thấy công đức tối thắng. Năm, đối với gia hạnh kham nhẫn cần khổ. Như vậy, do năm chủng chướng ngại định kia năng làm chướng ngại năm tướng trọng yếu, nên gọi là quá thất của trọng yếu. Trong đây phẫn vì ôm lòng oán giận, vì cớ sao kẻ kia đến nhà người hoặc không được lợi dưỡng, hoặc được mà ít, hoặc nhanh hoặc chậm, hoặc không được cung kính, liền sanh nhăn nhó giận dỗi không hài lòng. Từ nhân duyên đây phát tầm tư khỏe và tầm tư hại, cho đến theo đuổi nhiều tầm tứ. Do nhân duyên đây nên thắng tam ma địa trước chưa sanh thì không thể sanh. Giả sử kia đã sanh liền trở lại thối thất. Mạn vì ôm lòng mạn, bị mạn chế phục, lấy mạn làm tánh. Đối với pháp không sanh cùng kính, đối với các thầy quỹ phạm, những vị có phước điền đáng tôn trọng, không thể thời thời thân tâm cung kính thưa hỏi điều này sao gọi là thiện, điều kia sao gọi là bất thiện, cũng không nỗ lực cần cầu sở hữu thiện pháp. Do đây chẳng thể hiểu rõ nghĩa dẫn phát tàng mà địa. Từ nhân duyên đầy phát khởi tầm tư tương ưng khinh mạn, cho đến theo đuổi nhiều tầm tứ. Cho nên thắng tàng mà địa trước chưa sanh thì không thể sanh. Giả sử đã sanh liền trở lại thối thất. Tham dục vì ôm lòng tham lam, nhiều các sự ái nhiễm sanh sầu đắm luyến. Đối với thân mạng tiền của, do đây nên ở nơi năm rượu dục bên ngoài sanh nhiều tán loạn. Lại phát sanh tầm tư dục, tầm tư quyến thuộc, tầm tư đất nước, tầm tư dòng họ tương ưng nhà thế tục, cho đến theo đuổi nhiều tầm tứ. Cho nên thắng tầm mà địa trước chưa sanh thì không thể sanh. Giả sử đã sanh liền trở lại thối thất. Lại bất tịnh, năng là đối trị của kia, nên biết bất tịnh lược có ba tướng, là tướng phẫn uế, tướng đẳng lưu của kia, và tướng năng y sở y sai khác. Thân kiến, do nhân duyên bị thân kiến chế phục, nên lúc tiếp xúc các tướng pháp thế gian bị sự nhuốm bẩn của vui mừng và buồn bã. Giả sử muốn xả bỏ liền bị thân kiến chống trái. Hoặc ở nơi các tướng pháp thế gian bị sự chìm nổi của dòng chảy yêu thích, giả sử muốn xả bỏ liền bị thân kiến chống trái. Hoặc ở nơi các tướng pháp thế gian bị sự nhiễu não của tầm tư bất chánh, giả sử muốn xả bỏ liền bị thân kiến chống trái. Hoặc ở nơi các tướng pháp thế gian trong lúc truy cầu bị trùng trùng nhiễu loạn của tán động bức bách, giả sử muốn xả bỏ liền bị thân kiến chống trái. Hoặc do nhân duyên thân kiến kia hằng thường chấp trước pháp thế gian, nương tựa các thủ vô thường, do đây nên bị sự bức não của ưu bi, giả sử muốn xả bỏ liền bị thân kiến chống trái. Hoặc lúc vì muốn khiển trừ cấu ế của địa dưới nên khéo siêng tu thiện, nhưng ở nơi gia hạnh kia không sanh vui thích đối trị, giả sử muốn xả bỏ liền bị thân kiến chống trái. Như muốn khiển trừ cấu uế của địa dưới thì muốn khiển trừ cấu uế của địa trên nên biết cũng vậy. Do nhân đây tùy khởi tâm, ta phải quán sanh tử có lỗi lầm lớn, quán niết bàn có công đức thủ thắng mà cũng trở lại điên đảo. Do nhân duyên đây tùy trước đã chứng đắc các tàng ma địa, nhưng ở nơi hiện quán thánh đế thắng tàng ma địa chưa sanh, không thể được sanh. Giả sử kia đã sanh liền trở lại thối thất, không kham nhẫn, vì ôm lòng không nhẫn chịu, tuy đã chứng đắc hiện quán thánh đế thắng tàng ma địa mà không thể kham nhẫn khổ nạn của ruồi muỗi, nên xả bỏ xa lìa gia hạnh, sanh nhiều giải đãi. Do nhân duyên đầy đối với căn bản định chưa sanh khởi, nhập vào thì không thể sanh khởi. Giả sử đã sanh liền nhanh chóng thối thất. Ba quá thất trước năng chướng ngại tàng ma địa đầu tiên, một quá thất kế năng chướng hiện quán đế tàng ma địa, một quá thất sau cùng năng chứng nhập căn bản tam ma địa. Lại nữa, có tám chủng nhân duyên xả bỏ đệ tử cận trụ, vì đệ tử kia có sự nhiễm ô tạp nhiễm. Do nhiễm ô nên kia xả bỏ đệ tử cận trụ. Các bậc a la hán
Thường khéo trụ niệm không còn phiền não, ắt không có việc như vậy. Sao gọi là tám? Một, tánh của đệ tử cận trụ kia có tâm ganh ghét, chỉ muốn riêng thân mình, thọ sự cung kính. Hai, tánh của đệ tử cận trụ kia có tâm ganh ghét, chỉ muốn riêng thân mình, thọ lợi dưỡng. Ba, có nhiều sự hủy phạm, hành hạnh bất chánh. Bốn, đối với sự nhiều ích và tồn giảm của các đệ tử cận trụ khác, liền thấy điều đúng và điều không đúng. Năm, chẳng thể kham nhẫn đối với sự dạy trao chết phục tầng thượng giới. Sáu, chẳng thể kham nhẫn đối với sự dạy trao chết phục tầng thượng tâm. Bảy, chẳng thể kham nhẫn đối với sự dạy trao chết phục tăng thượng tuệ. Tám, chẳng thể kham nhẫn đối với các công việc trong chúng có nhiều nhiễu não. Lại nữa, Ốt Đà Nam nói, số cùng sở đối trị, rộng kiến lập chi phần, xa lìa khổ tán động, phần chi trên sai khác. Hỏi, như trước đã thuyết về bốn trùng tịnh lự, nhân duyên gì chỉ thuyết bốn tịnh lự không thêm không bớt? Đáp, do nàng rốt ráo vừa thoát khổ lạc vậy. Vì cớ sao? Bởi lẽ từ sở tịnh lự cho đến đệ tứ tịnh lự phải thứ lớp vượt qua khổ lạc mới đến rốt ráo vậy. Sở trị của sơ tịnh lự là gì? Có 5 chủng: 1. Tham dục, 2. 3 chủng tầm tư dục khỏe hại, 3. Yêu khổ, 4. Phạm giới, 5. Tán loạn. Sở trị của đệ nhị tịnh lự là gì? Cũng có 5 chủng: 1. Tham sở tịnh lự, 2. Tầm tứ, 3. Khổ, 4. Trạo, 5. Tánh định hạ liệt. Sở trị của đệ tam tịnh lự là gì? Có 4 chủng: 1. Tham đệ nhị tịnh lự, 2. Hỷ, 3. Sao động, 4. Tánh định hạ liệt. Sở trị của đệ tứ tịnh lự là gì? Có 5 chủng: 1. Hơi thở vào, hơi thở ra, 2. Tham đệ tam tịnh lự, 3. Lạc, 4. Ở nơi lạc phát ngộ, 5. Tánh định hạ liệt. Hỏi, sở tịnh lự có bao nhiêu chi? Đáp, có 5 chi. Những gì là 5? 1. Tầm, 2. Tứ, 3. Hỷ, 4. Lạc, 5. Tâm tánh nhất cảnh. Hỏi, đệ nhị tịnh lự có bao nhiêu chi? Đáp, có 4 chi. Những gì là 4? 1. Nội tịnh, 2. Hỷ, 3. Lạc, 4. Tâm tánh nhất cảnh. Hỏi, pháp nào là tự tánh của nội tịnh? Đáp, niệm chánh biết, xả là tự tánh. Hỏi, đệ tam tịnh lự có bao nhiêu chi? Đáp, có 5 chi. Những gì là 5? 1. Niệm, 2. Chánh biết, 3. Xả, 4. Lạc, 5. Tâm tánh nhất cảnh. Hỏi, đệ tứ tịnh lự có bao nhiêu chi? Đáp, có 4 chi. Những gì là 4? 1. Xả thành tịnh, 2. Niệm thành tịnh, 3. Không khổ không lạc, 4. Tâm tánh nhất cảnh. Trong sở tịnh lự, niệm chánh biết và xả do chỗ dẫn phát của môn tầm tứ, cho nên tùy có mà không tuyển thuyết. Ở đệ nhị tịnh lự, do tự tánh kia năng tạo tác nghiệp, lại do chỗ trói buộc của tùy phiền não, tâm xao động nên gọi là nội tịnh. Ở đệ tam tịnh lự, do đã xa lìa tâm tùy phiền não, hiện tự tướng kia nên nói kia lìa hỷ tham. Ở sở tịnh lự, lìa dục tham không phải lìa hỷ tham. Ở đệ nhị tịnh lự, lìa tâm tứ tham chẳng phải lìa hỷ tham. Ở đệ tứ tịnh lự, tức hiển thị kia tối cực thành tịnh, cho nên phải biết ở tất cả tịnh lự tùy theo chỗ thích hợp kia đều tùy chuyển. Hỏi, nhân duyên nào ở bốn tịnh lự kiến lập năm chi bốn chi như vậy? Đáp, vì trụ sở y, vì trụ nhiều ích và vì trụ tự tánh. Lại có cách giải thích khác, vì tư duy sở duyên, vì thọ dụng sở duyên và vì ở nơi sở duyên không bị phân tán. Lại có cách giải thích khác, vì chỗ nương của nhiều ích, vì chỗ nương của tăng thượng tâm và vì chỗ nương của tăng thượng tuệ. Lại có cách giải thích khác, vì đối trị ba trụ tạp nhiễm sở đối trị. Ba trụ tạp nhiễm sở đối trị là gì? 1. Trụ nhiễm ô, 2. Trụ khổ não, 3. Trụ ngu si. Lại có cách giải thích khác, pháp tương tự những kẻ thọ dụng dục. Các kẻ thọ dục lược có ba việc làm căn bản, năng hiển kia là kẻ thọ dụng dục. 1. Truy cầu tài bảo, 2. Đã cầu tài bảo rồi năng thọ dụng, 3. Ở tự tánh kia tùy ý hành động. Như vậy người tu tập các tịnh lự cũng có ba việc làm căn bản, vì nương kia tùy chỗ thích hợp mà kiến lập chi phần. Lại có cách giải thích khác, vì đối trị hành tự hành khổ não nên kiến lập các chi tịnh lự, lược có ba chủng đối trị. 1. Đối trị sự khuyết giảm, đối trị. 2. Đối trị sự bức não thân tâm. 3. Đối trị ở nơi ngoại cảnh tâm liêu tán không tịch tĩnh. Hỏi, nhân duyên nào trong sơ tịnh lự nói là đã ly dục mà lại thuyết xa lìa pháp ác bất thiện? Đáp, vì muốn hiển thị tự tướng các dục và vì hiển thị tướng quá hoạn của các dục. Tướng quá hoạn do các dục kia khiến phát khởi ác hạnh,
đọa vào xứ ác cực thấp nên thuyết danh là ác, do trái với thiện sanh nên lại được danh là bất thiện. Lại có cách giải thích khác, vì muốn hiển thị đoạn phiền não tạp nhiễm và hiển thị đoạn nghiệp tạp nhiễm tích tập trước kia. Lại có cách giải thích khác, vì muốn hiển thị người tại gia đoạn thọ dụng dục nhờ môn sự của các dục, vì hiển thị người xuất gia đoạn các dục nhờ môn tầm tư. Lại có cách giải thích khác, vì muốn hiển thị đoạn tầm tư dục và hiển thị đoạn tầm tư khỏe hại. Lại có cách giải thích khác, vì muốn hiển thị tướng sở đắc của tiền ngoại đạo, lại vì hiển thị kia đã liệt pháp thối hành thệ nguyện. Hỏi: nhân duyên nào mà biết ở sơ tịnh lự chưa đoạn căn khổ? Đáp: vì ở kia chưa xa liệt phẩm thô trọng, nếu trong xứ đây đã đoạn căn khổ thì tương ứng với trụ đệ nhị tịnh lự không sai khác, cho nên biết được ở sơ tịnh lự chưa đoạn căn khổ. Hỏi: nếu tâm tư ở sơ tịnh lự đều năng nhiếp ích thắng tà ma địa, lại năng nhiếp thọ tự địa tịnh lự khiến thanh tịnh, nhân duyên nào thế tốt ở nơi kia hiển thị danh là động? Đáp: đây so với địa khác, không so với tự địa. Hỏi: nhân duyên nào từ dục giới trở lên ở sơ tịnh lự càng về sau kiến lập chi phần càng thù thắng hơn? Đáp: nên biết lược có ba nhân duyên: một, vì sở trị năng trị; hai, vì chứng đắc lợi ích thù thắng; ba, vì sở chứng đắc. Nên biết ba chủng nhân duyên như vậy, tùy chỗ thích hợp nhất vào năm chi trong bốn tịnh lự. Hỏi: sơ tịnh lự và đệ nhị tịnh lự có gì sai khác? Đáp: ở đệ nhị tịnh lự tam mà địa viên mãn. Hỏi: đệ nhị và đệ tam tịnh lự có gì sai khác? Đáp: ở đệ tam tịnh lự như ích viên mãn. Hỏi: đệ tam và đệ tứ tịnh lự có gì sai khác? Đáp: ở đệ tứ tịnh lự thành tịnh viên mãn. Lại có bốn chủng tu tam mà địa: một, vì đắc hiện pháp lạc trú; hai, vì đắc trí kiến thủ thắng; ba, vì đắc tuệ phân biệt; bốn, vì chứng cao lậu vĩnh viễn tận nên biết nương bốn bồ đặc giả la mà kiến lập bốn chủng tu tam mà địa trên. Bốn chủng bồ đặc giả la: một, có hạng nhanh chóng thông các khổ, đã đắc dấu tích hành và đã kiến đế; hai, có hạng dị sanh, chưa đắc dấu tích hành, đã ly dục và đã đắc sở duyên vô lượng hữu tình; ba, có hạng chậm thông các lạc, đã đắc dấu tích hành và đã kiến đế; bốn, có hạng nhanh chóng thông các lạc, đã đắc dấu tích hành và đã kiến đế. Trong đề có dị sanh đã đắc vô lượng và đã đi dục, hoặc đã chứng đắc sanh từ trí thông gọi là trí kiến thành tịnh, hoặc chậm thông các lạc khi dấu tích hành chuyển, tuy đã kiến đế nhưng do căn yếu kém mà gọi là thối pháp. Do nhân duyên đầy, lại ở nơi tầm tư thọ tưởng của dục giới trụ chánh niệm hơn nữa, phát khởi chánh trí hơn nữa. Lại nữa, này hiển ly dục của các tịnh lự nên biết lược có 6 chủng ly dục: một, tự tánh ly dục; hai, tồn giảm ly dục; ba, nhậm trì ly dục; bốn, thăng tiến ly dục; năm, ngu si ly dục; sáu, đối trị ly dục. Tự tánh ly dục: ở nơi tự tánh bất tịnh, chẳng phải ở nơi sự thọ dụng tánh nhàm chán trái lìa, lại ở nơi thọ khổ tánh nhàm chán trái lìa. Lại nếu đã lìa nhiễm ở trụ sở tịnh lự, trong đệ nhị tịnh lự tánh nhàm chán trái lìa đối với tầm tứ thì gọi là tự tánh ly dục, tổn giảm ly dục. Như hai bên giao hội tập quen pháp dâm dục, khi đã trừ nhiệt não rồi, tánh nhàm chán trái lìa pháp dâm dục kia, hết thảy loại còn lại như vậy đều gọi là tổn giảm ly dục, nhậm trì ly dục. Như đã thọ dục ăn uống thượng vị cực no đủ rồi, tánh nhàm chán trái lìa đối với các thức ăn uống khác, hết thảy loại còn lại như vậy đều gọi là nhậm trì ly dục, thăng tiến ly dục. Ví như đã thành tựu tài bảo thù thắng vi diệu hoặc địa vị tôn quý, tánh nhàm chán trái lìa đối với các loại thấp kém khác, hết thảy loại còn lại như vậy đều gọi là thăng tiến ly dục, ngu si ly dục. Vì không hiểu rõ công đức thẳm sâu của niết bàn nên phát khởi tánh nhàm chán trái lìa đối với niết bàn, hết thảy lại còn lại như vậy đều gọi là ngu si ly dục. Đối trị ly dục: hoặc do đối trị yểm hoại, hoặc do đối trị đoạn, hoặc do đối trị trì, hoặc do đối trị phần xa, hoặc do đạo thế gian, xuất thế gian, đoạn các phiền não, như vậy đều gọi là đối trị ly dục. Hỏi: nhân duyên nào nói các tịnh lự được gọi là trụ? Đáp: vì ở nơi nội cảnh giới sở duyên buộc tâm khiến an trụ, vì ở nơi ngoại cảnh giới sở duyên buộc tâm khiến không lưu tán. Hỏi: nhân duyên nào nói các tịnh lự được gọi là tam ma địa? Đáp: vì ở nơi sở duyên tất cả ảnh tượng đồng phận sự việc sở tri, tâm nhậm trì bình đẳng.
Hỏi nhân duyên nào nói các tịnh lự được gọi là Samatha? Đáp vì muốn tất cả phiền não được tịch tĩnh, lặng yên và dừng dứt. Hỏi nhân duyên nào nói các tịnh lự được gọi là tâm tánh nhất cảnh? Đáp lược có hai chủng cảnh giới sở duyên. Một, cảnh giới sở duyên bất định địa. Hai, cảnh giới sở duyên định địa. Trong đề nhất cảnh được gọi là cảnh giới sở duyên định địa, vì buộc tâm ở nơi chỉ một cảnh sở duyên đầy, chẳng phải cảnh thứ hai, cho nên gọi là tâm tánh nhất cảnh. Lại nữa, trong đầy tử ly dục mà thối thất được có 10 chủng. Một, vì thân sở y không điều hòa nên tử ly dục mà thối. Như có người mắc phải trọng bệnh, thối chí nói rằng: ta ở nơi định đầy chẳng thể chứng nhập, ta sắp thối thất định vô ngã ư. Hai, do có người tánh nhiều thô trọng, trước không xuyên suốt đồ tập tầm mà địa, do có nhiều thô trọng như vậy nên thành pháp thối. Hoặc vì có cảnh giới sở duyên thù thắng hơn nên từ ly dục mà thối. Như có người chứng đắc cảnh giới thắng diệu hiện tiền như tiền ngoại đạo, cho đến chứng đắc phi tưởng phi phi tưởng xứ, nhưng do nhìn thấy thiếu niên dùng sắc mỹ diệu hoặc nhìn thấy thiếu nữ khả ái nên từ ly dục mà thối. Ba, do thu được cung kính lợi dưỡng nên thối. Như có người thu được lợi dưỡng cung kính từ người khác nên bị thối đọa, như Đề Bà Đạt Đa. Bốn, do bị khinh hủy nên thối, đó là người bị người khác hoặc sân hoặc hại hoặc hủy nhục nên từ ly dục mà thối, như tiền ngoại đạo do tức giận nên hiện hành nguyền rủa thối tàm mà địa. Năm, do mạn nên thối, như có người tự cậy đã đắc định mà hành động lấn hiếp người. Sáu, do tăng thượng mạn nên thối, đó là người chứng có thắng định sai khác nên khởi tăng thượng mạng. Bảy, do không tác ý nên thối, đó là người ở nơi hành tướng tác ý nằm nhập định không lại tư duy. Tám, do chưa xuyên suốt tu tập nên thối, đó là người mới tu nghiệp bắt đầu tu thiện pháp. Chín, do tự địa phiền não lớp lớp hiện khởi nên thối, đó là người ái thượng tịnh lự cho đến nghi thượng tịnh lự. 10, do thọ tận phước tận nghiệp tận nên thối, đó là người sanh ở cõi trên, từ đây chết đi hoàn sanh lại cõi dưới. Lại nữa, trong đầy hoặc có bồ đề già la phiền não phẩm hạ, thiện pháp phẩm hạ, nhiều niệm khó khăn nhưng sau mới thối, nhiều niệm khó khăn mới có thể nhập định. Hoặc có bồ đề già la phiền não phẩm hạ, thiện pháp phẩm thượng, nhiều niệm khó khăn nhưng sau mới thối, trải qua một niệm nhanh chóng nặng nhập định. Hoặc có bồ đề già la phiền não phẩm thượng, thiện pháp phẩm hạ, trải qua một niệm nhanh chóng thối, nhiều niệm khó khăn mới nặng nhập định. Hoặc có bồ đề già la phiền não phẩm thượng, thiện pháp phẩm thượng, trải qua một sát na nhanh chóng liền thối, một khoảnh sát na nhanh chóng nhập định. Lại có bồ đề già la đã đắc ly dục từ định khỏi rồi, hoặc có lúc tác ý gián đoạn xen kẽ tăng mà địa mà chuyển, hoặc có lúc không gián đoạn xen kẽ. Nếu lúc không gián đoạn gặp duyên âm thanh từ định mà khởi, nhĩ ý thức khác sanh cùng định tương ương ý thức đồng chuyển, chẳng phải tức ở định tương ương với ý thức kia năng nhận lấy tiếng đầy. Nếu chẳng như vậy, ở nơi âm thanh đầy vì không có sự lãnh thọ nên không xuất định, chẳng phải lúc nhận lấy tiếng tức liền xuất định. Lãnh thọ tiếng rồi, nếu có mong cầu lúc sau mới xuất. Ở trong địa đầy văn quyết trạch còn lại không hiện nói thêm. Thứ bảy, phi tam ma hí đà địa. Như vậy đã thuyết quyết trạch tam ma hí đà địa, này ta sẽ thuyết quyết trạch phi tam ma hí đà địa. Một, hoặc do tự tánh nên gọi là bất định địa, đó là năm thức thân. Hai, hoặc thiếu sự khinh an nên gọi là bất định địa, đó là các tâm tâm pháp ở tại dục giới. Ba, hoặc chưa phát khởi hướng đến nên gọi là bất định địa, đó là những kẻ thọ dục. 4. Hoặc tán loạn nên gọi là bất định địa, đó là kẻ mới bắt đầu sự nghiệp tu tập định, tâm bị lưu tán nơi ngũ dục. 5. Hoặc tích chứa quá nhiều nên gọi là bất định địa, đó là kẻ mới bắt đầu sự nghiệp tu tập, ở nơi nội cảnh giới trong tâm thâu nhiếp gòm nhóm nên sanh chìm đắm. 6. Hoặc chưa đắc nên gọi là bất định địa, đó là tâm lưu tán tương ứng các pháp. 7. Hoặc chưa viên mãn nên gọi là bất định địa, đó là chưa chứng đắc tác ý gia hạnh cứu cánh. 8. Hoặc tạp nhiễm nên gọi là bất định địa, đó là tuy chứng đắc tác ý quả gia hạnh cứu cánh mà ở định kia sanh nhiều ái vị. 9. Hoặc không tự tại nên gọi là bất định địa, đó là do tâm nhiễm ô nên không được tự tại. 10. Hoặc không thanh tịnh nên gọi là bất định địa,
Đó là chưa vĩnh viễn hại diệt phiền não tùy miên. 11 hoặc xuất định nên gọi là bất định địa, đó là từ tamma địa đã đắc mà khởi nhưng không thối thất. 12 hoặc vị thối nên gọi là bất định địa, đó là từ tamma địa đã đắc mà hoàn thối. Lại nữa trong đây, hoặc nương vào bất định địa đầu tiên vì an trụ tâm nên tránh nắm giữ tướng, đó là tướng sanh bầm hoặc tướng bóng mù thối giữa nói rộng như trước. Hoặc nương vào bất định địa thứ hai vì được tác ý nên xin tụ tập. Hoặc nương vào bất định địa thứ ba vì đắc căn bản nên xin tụ tập. Hoặc nương vào bất định địa thứ tư hiện tại tiền ban đầu nên tránh an trụ nơi niệm vì không tán loạn nên thông nhiếp nơi tâm vì tránh biết nên nhanh chóng nhiếp thọ. Hoặc nương vào bất định địa thứ năm hiện tại tiền cần phải tư duy tướng tịnh diệu lại nên khéo thông đạt tướng chìm đắm. Hoặc nương vào bất định địa thứ sáu hiện tại tiền để chẳng quên mất lời thầy dạy trao, cần phải an trụ mạnh mẽ như lý hộ niệm phương tiện, cần phải tu tập ân trọng không gián đoạn. Hoặc nương vào bất định địa thứ bảy hiện tại tiền nên ở nơi định thấp kém đã đắc không sanh vui đủ. Hoặc nương vào bất định địa thứ tám hiện tại tiền ở nơi các tạp nhiễm nên quán quá thất. Giả sử sanh khởi tạp nhiễm ái vị thoạt hiện liền trừ bỏ không nên luyến trước. Hoặc nương vào bất định địa thứ chín hiện tại tiền nên tu tamma địa không gián đoạn, lại nên thiện xảo thông đạt tướng của kia. Hoặc nương vào bất định địa thứ 10 hiện tại tiền phải nên tu đế thiện xảo sâu xa. Hoặc nương vào bất định địa thứ 11 hiện tại tiền vì khiến không thối lui nên không phóng dật. Hoặc nương vào bất định địa thứ 12 hiện tại tiền tức vì việc kia nên tu xa lìa như lý tác ý, nên tùy thuận phương tiện tu tập ân trọng không gián đoạn như trước. Ở trong địa đây văn quyết trạch còn lại không hiển nói thêm. Thứ 8 hữu tâm địa. Như vậy đã thuyết quyết trạch phi tam ma hí đà địa, nay ta sẽ thuyết quyết trạch hữu tâm địa. Nên biết các tâm chuyển sai biệt được do năm tướng: một, do đạo lý thế tục mà kiến lập; hai, do đạo lý thắng nghĩa mà kiến lập; ba, do sở y năng y mà kiến lập; bốn, do đồng có mà kiến lập; năm, do nhiễm tịnh mà kiến lập. Sao gọi là do đạo lý thế tục mà kiến lập? Đó là nương đạo lý thế tục mà kiến lập nghĩa các tâm chuyển sai biệt, nên biết như trong phần ý địa đã thuyết. Sao gọi là do đạo lý thắng nghĩa mà kiến lập sai biệt? Được có hai thức: một, a lại gia thức; hai, chuyển thức. A lại gia thức là sở y, chuyển thức là năng y. Đây lại có bảy chủng chỗ gọi là nhãn thức cho đến ý thức. Thì như sóng nước nương dựa dòng chảy, và giống như ảnh tượng nương dựa gương sáng. Như vậy gọi là nương thắng nghĩa đạo lý mà kiến lập sở y, năng y sai biệt. Lại nữa trong đề các thức đều gọi là tâm ý thức nhưng vượt trội hơn cả. Thì a lại gia thức gọi là tâm vì cớ sao? Do thức đây đang chứa nhóm tất cả chủng tử pháp ở tất cả thời duyên cảnh lãnh thọ giữ gìn, duyên một loại cảnh khí không thể biết. Mặt nào gọi là ý là tất cả thời chấp ngã, ngã sở và ngã mạn suy lượng làm tánh. Thức còn lại gọi là thức, đó là ở nơi cảnh giới liễu biệt làm tướng, và chủng tâm ý ý thức như vậy ở vị hữu tâm trong tất cả thời đâu có mà chuyển. Hoặc chuyển thức như nhãn thức chẳng khởi, nếu hữu kia khi khởi nên biết kia tăng thêm đồng có mà chuyển. Như vậy hoặc có lúc bốn thức đồng chuyển cho đến hoặc có lúc tám thức đồng chuyển lại cùng một thời gian, thì một ý thức phân biệt hoặc một cảnh, hoặc hai cảnh, hoặc nhiều cảnh, hoặc tự cảnh, hoặc tha cảnh, cho nên nói ý thức không thể nghĩ bàn. Hỏi, nếu mặt na kia ở tất cả thời suy lường làm tánh tương tục mà chuyển, như Thế Tôn thuyết xuất thế mặt na kiến lập thế nào? Đáp, dành đầy chỉ giả thì thiết không hẳn nhớ nghĩa, lại vì đối trị kia xa lìa điên đảo mà chân tránh suy lường vậy. Tức là mặt na đề giữ gìn ý thức khiến phân biệt nhậm vận chuyển, cho nên thuyết là chỗ nương của ý thức. Lại các chuyển thức hoặc có lúc tất cả chỉ tương ứng thọ lạc đồng có mà chuyển, hoặc có lúc cũng cùng với thọ khổ, hoặc có lúc cũng cùng thọ không khổ không lạc tương ứng đồng chuyển. À lại giao thức tương ứng với thọ ở tất cả thời chỉ là không khổ không lạc, chỉ là dị thục sanh. Ở đây khi tất cả thức lưu chuyển hoặc đồng hành lạc, hoặc đồng hành khổ, hoặc đồng hành chẳng phải khổ lạc hằng lưu chuyển tương tục như vậy cho đến mạng trùng cũng không đoạn dứt. Ngoài ba thọ ra nên biết chỗ dẫn phát của tư duy chẳng phải là thời thời đồng sanh với chỗ dẫn phát của tác ý hiện tiền.
vì kia đồng sanh với thọ cực vi tế nên khó có thể phân biệt. Hết thảy loạn như vậy nên biết gọi là ở nơi thắng nghĩa đạo lý mà kiến lập các thức đâu có sai biệt. Lại nữa, à lại ra thức không có phiền não cùng cộng tương ứng, mạt na hằng cùng tương ứng vốn chủ phiền não nhậm vận chuyển chuyển ở tất cả thời đồng khởi không dứt. Đó là ngã, ngã sở hành, thân kiến, ngã mạn và ngã ái cùng cùng vô minh. Đây là các phiền não cùng với thức thiện bất thiện vô ký mà không chống trái nhau. Nơi tánh đây chỉ là vô ký ẩn chìm nhậm vận mà khởi, nên biết chỗ khởi các phân biệt còn lại tùy thuộc các lực duyên xài khác mà chuyển. Lại bốn chủ phiền não tương ứng đồng có nhậm vận biến hành cùng với mạt na dụng đạo thế gian để đối trị không thể làm tổn phục. Vì cớ sao? Người tuy đã ly dục mà phiền não vẫn còn hiện hành, thì các phiền não đây nhiếp vào địa tùy theo nơi sanh đến, nên biết ở địa đây người tuy đã ly dục mà phiền não của địa ấy hiện hành không dứt. Vì cớ sao? Chủng tử của các phiền não đây được an lạc gia thức dẫn dắt nên ở tất cả thời nhậm vận mà sanh, chẳng phải do lực duyên cảnh giới của sở đối trị và năng đối trị sai biệt chuyển vậy. Nếu người ly dục dụng đạo thế gian đối trị, hoặc lúc hiện tại tiền, hoặc lúc không hiện tại tiền, các phiền não đây cũng hiện hành chẳng dứt. Nếu bậc hữu học đã kiến tích, lúc đã xuất thế gian hiện tại tiền, các phiền não đây chẳng được hiện hành. Nhưng khi ra khỏi kia rồi, phiền não hiện hành trở lại, vì chỉ khéo thông đạt mà chưa vĩnh viễn đạn tận. Nếu bậc vô học, thì tất cả chủng đây đều không hiện hành. Các phiền não đây nên biết chỉ ly dục ở phi tưởng phi phi tưởng xứ, thì cùng lúc đoạn ngày chẳng phải như các hoặc khác phải đoạn dần dần. Hết thảy loại như vậy nên biết gọi là kiến lập thanh tịnh tạp nhiễm sai biệt. Ở trong địa đây văn quyết trạch còn lại không hiển nói thêm. Thứ 9, vô tầm địa. Như vậy đã thuyết quyết trạch hữu tầm địa, nay ta sẽ thuyết quyết trạch vô tầm địa. Hỏi: phàm có bao nhiêu chủng nhân tâm không sanh, do bao nhiêu chủng nhân mà tâm không được sanh? Đáp: nhân tâm không sanh được có 7 chủng, do nguyên nhân đây tâm không được sanh. Những gì là 7? 1. Vì khuyết duyên. 2. Vì khuyết tác ý. 3. Vì chưa đắc. 4. Vì trái nhau. 5. Vì đoạn trừ. 6. Vì diệt tận. 7. Vì đã sanh. Sao gọi là vì khuyết duyên nên tâm không được sanh? Do nội nhãn xứ bị hư hoại, hoặc ngoại sắc xứ không hiện tại tiền, nói rộng cho đến nội ý xứ bị hư hoại, hoặc ngoại pháp xứ không hiện tại tiền. Bây giờ chỗ sanh khởi nhãn thức cho đến ý thức chọn chẳng được sanh, như vậy gọi là vì khuyết duyên nên tâm không được sanh. Sao gọi là vì khuyết tác ý nên tâm không được sanh? Tuy có nội nhãn xứ không bị hư hoại, ngoại sắc xứ hiện tiền, nói rộng cho đến nội ý xứ không bị hư hoại, ngoại pháp xứ hiện tiền, nhưng tác ý không đang sanh khởi đúng lúc. Bây giờ do nguyên nhân kia mà chỗ sanh nhãn thức cho đến ý thức chọn chẳng được sanh, như vậy gọi là vì khuyết tác ý nên tâm không được sanh. Sao gọi là vì chưa đắc nên tâm không được sanh? Như có người vì muốn chứng đắc sở tịnh lự nên tư duy tướng thô của hạ dục giới, tư duy tướng tĩnh của sở tịnh lự. Nếu ở nơi đạo đây không cực tác ý, hoặc tu hoặc tập hoặc nhiều tu tập, mà lại tập quán bất thiện thì không thể chứng đắc sở tịnh lự. Do chưa chứng đắc nên sở tịnh lự tâm chẳng được sanh. Lại như người đối với sơ tịnh lự, đệ nhị tịnh lự, đệ tam tịnh lự, đệ tứ tịnh lự, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, tư duy tướng thô, đối với đệ nhị tịnh lự cho đến phi tưởng phi phi tưởng xứ, tư duy tướng tĩnh như trước đã nói rõ nên biết cũng vậy. Lại như có người vì muốn đoạn tất cả thân nên ở trong khắp thân tư duy tướng khổ, vì muốn chứng đắc niết bàn giới nên ở nơi thân diệt niết bàn giới tư duy tướng tĩnh. Nếu ở nơi đạo đây không cực tác ý, hoặc tu hoặc tập, hoặc nhiều tu tập mà lại tập quen bất thiện thì không thể tận chứng tất cả niết bàn. Do chưa chứng nên ở nơi vĩnh viễn giải thoát các kết vực tùy miên, tùy phiền não truyền, tâm liền chẳng được sanh. Như vậy gọi là vì chưa đắc nên tâm không được sanh. Sao gọi là vì trái nhau nên tâm không được sanh? Như có một xúc năng thuận theo các xúc thọ lạc, kỳ lãnh thọ thọ lạc, tâm tương ứng thọ lạc hiện tại tiền. Ngày liền đó lấy hít tâm tương ứng thọ khổ, thọ không khổ không lạc, tâm không thể sanh, vì trái nhau vậy. Như vậy nếu xúc năng thuận các xúc thọ khổ, thọ không khổ không lạc như trước nói rộng,
Ngay liền đó lấy tâm tương ứng thọ lạc, thọ không khổ không lạc, tâm không thể sanh, vì trái nhau vậy. Lại có một sự trói buộc của tham truyền, tâm tương ứng tham truyền hiện tại tiền. Ngay lúc ấy lấy tâm tương ứng sân truyền, tâm không được sanh vì trái nhau vậy. Như vậy hoặc có sự trói buộc của sân truyền, nói rộng cho đến ngày lúc ấy, lấy tâm tương ứng tham truyền, tâm không được sanh vì trái nhau vậy. Như vậy gọi là vì trái nhau nên tâm không được sanh. Sao gọi là vì đoạn nên tâm không được sanh? Như có người do khéo tu tập tám thánh đạo tri nên chứng đắc tham dục sân khỏe ngu si vĩnh viễn tận không sót thừa. Lúc bấy giờ tâm kia có tham, có sân, có si, tùy một tâm pháp trong số các tùy phiền não làm nhiễm ô tâm sanh khởi. Do kia đã đoạn, đã biết khắp nên tâm đều chẳng sanh. Như vậy gọi là vì vĩnh viễn đoạn nên tâm không được sanh. Sao gọi là vì diệt tận nên tâm không được sanh? Như có người sanh trời vô tưởng, nhập vô tưởng định, nhập diệt tận định. Kia ở trong ấy không gián đoạn, bấy giờ do đoạn diệt nên tâm không sanh khởi. Là như có người ở trong vô dư ý niết bàn giới đã bát niết bàn, bấy giờ kia rốt ráo diệt nên tâm chẳng được sanh. Như vậy gọi là vì diệt tận nên tâm không được sanh. Sao gọi là vì đã sanh nên tâm không được sanh? Chỗ gọi tất cả tâm đã sanh, ở hiện tại sanh khởi, sát na lùi về sau tất thành pháp diệt. Kia ở hiện tại vì đã sanh nên lại chẳng thể sanh, nếu kia đã diệt cũng đã sanh nên chọn chẳng thể sanh. Như vậy gọi là vì đã sanh nên tâm không được sanh. Nên biết do bảy nhân duyên đây nên tâm không được sanh. Trái với bảy nhân duyên đây, tùy chỗ thích hợp mà các tâm được sanh. Một, vì không khuyết duyên. Hai, vì không khuyết tác ý. Ba, vì đã chứng đắc. Bốn, vì không trái nhau. Năm, vì chưa đoạn trừ. Sáu, vì chưa diệt tận. Bảy, vì chưa đã sanh. Ở trong đây phán quyết trải còn lại không hiển nói thêm.